Xin chào quý vị và các bạn. Và A Pháo đang có mặt tại cung đường 279 nối Lào Cai và Hà Giang quý vị nhé. Suốt dọc cứ cách khoảng 10 đến 20m lại có một cái biển như này. Đó. Và trong tháng 9, cụ thể là mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 9 2024 các bạn ạ. Cung đường của tỉnh Lào Cai bị sạt lở rất nhiều và thiệt hại rất nhiều luôn quý vị. Ví dụ đây. Đó. Các bạn có thể nhìn trên đỉnh kia luôn. Thì một cái chiền gỗ giang các bạn. Đó. Cây tre thì đúng hơn. Cây giang. Và họ bị sạt từ trên kia xuống. Và đây thì những cái khe đều bị sạt như vậy. Các bạn nhìn thấy ta ly và mọi thứ bị tàn phá nặng nề của quốc lộ 279 đang đi qua khu vực địa phận. Địa phận này địa phận ở xã Xuân Hòa quý vị ạ. Và trước đấy thì mình cũng đã ghi hình ở khu vực này, đó chính là Cuông Ba. Và sau ghi hình thì một nhà hảo tâm cảm thương và gửi tiền về giúp một trường hợp trong mà đợt ghi hình đấy các bạn. Nay thì mình mới có thời gian để đi trao. Chúng ta xem một chút. Và thời điểm đấy thì bị chia cắt rất là lâu các bạn ạ. Mấy sau thì lực lượng chức năng mọi thứ mới đưa thiết bị vào để làm được. Mà nay thì đường bị tàn phá nặng nề. Cung đường này các bạn nhìn này. Sạt lở nguy hiểm vậy cơ mà. Và rất may thì cung đường này trong cái thời điểm mà mưa bão, mưa gió thì sạt thì không có phương tiện đi qua. Khả năng là ban đêm thì nhiều hơn các bạn. Ví dụ như đây này. Đó, như thế này thì người đi qua thì chắc chắn là thiệt hại về người chắc chắn là có quý vị. Ví dụ là chúng ta trong cái thời điểm mà nối từ Hà Giang, cụ thể là trong địa phận Bắc Mê quý vị ạ, và xe thì bị mười mấy người đấy các bạn. Đó, trong ô tô buổi sáng sớm trong 5 giờ thôi. Và thứ nữa mà gần đây nhất đó chính là địa phận của Bắc Quang quý vị ạ, cũng bị sạt lở kiểu như vậy. Đó, sạt hẳn quả đồi xuống. Và chúng ta theo cung này đi các bạn nhé. Xe bây giờ thì thông rồi. Tuy nhiên là đường thì bụi. Và trong thời điểm này thì khuyến cáo các bạn là không nên đi phượt cùng quốc lộ 70 sang Hà Giang quý vị ạ, sạt nhiều lắm. Nếu mà trời nắng thì còn đi được. Năm nay thì chịu rồi nếu mà đi sang Hoàng Su Phi. Mọi khi là Hoàng Su Phi các bạn chụp ảnh mà đưa lên Facebook hay đẹp. Tuy nhiên năm nay cùng đường đi rất khó. Rồi, một chút hình ảnh như đầu như vậy chúng ta hành trình qua pháo trong video này. Và trên đường đi từ Tân Dương mình vào file phần cam lên các bạn hình dung ra nhé các bạn nhé. Và sức tàn phá mọi thứ nữa của Tân Dương cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó chính là khu chợ, nữa là đường đi quốc lộ 279 các bạn. Và đi một tí nữa, đó vào qua cầu thì sang địa phận xã Xuân Hòa. Còn ngôi nhà mà trước đấy nữa đã pháo ghi hình. Nay thì vẫn có một cái tròi tròi các bạn ạ. Bà Kim Thị Miền đó, ở đây luôn đấy các bạn. Nhưng mà tầm này đi thì hiện tại là không thấy các bạn. Và nhà của chú Quân, con trai của bà Miền. Đó, bữa trước để cắm biển cứu trợ các kiểu. Nhưng này thì đã gỡ đi rồi. Đó. Ngay đi vào, qua cái hình dung ra ngôi nhà này vào này các bạn này. Đổ bê tông, đổ đường nhựa vào để vào ngôi nhà. Đó, bữa trước thì đất mọi thứ ngập. Ngập quá cao lên rồi. Này các thứ để chúng ta xem ngôi nhà hiện trạng là gì như vậy. Cái này thì nhà nước lực lượng chức năng múc ra thôi chứ mình nghĩ rằng không phải là chú Quân múc. Đó. Múc để cái cống này nó thoát nước quý vị, nước nó không xuống đường. Nhà chú Quân hiện trạng. Đứng vẫn sừng sững như vậy, tuy nhiên thì để ở nữa thì chắc là khó. Bên cạnh mình thấy mấy cái tấm cọ quý vị nhá. Bên cạnh có thấy mấy cái tấm cọ tre và một cái lều ở đấy nữa. Chắc là cảm quan mình nhìn vào đấy khả năng là cũng chú một là để tài sản, hai là có thể là ở đấy quý vị. Đấy.
Rồi, một cái cập nhật nhanh dọc đường như vậy chúng ta vào nhà mà vào nội dung ngày hôm nay A Pháo ghi hình quý vị nhé. Thì trao một phần quà quý nhà hảo tâm gửi về. Gặp ngay một đoàn ô tô phân khối lớn, mình thấy treo cờ Thái Lan, những cái xe đi đầu dẫn đoàn này đi mèo vạc rồi. Họ chào lại mình đấy, và chúng ta sẽ xuống ở đây luôn quý vị nhé. Ở đây luôn thì hôm rồi có vài hộ gia đình mà mình thăm, chúng ta sẽ hỏi thăm một tí. Và gia đình ngày nay cụ thể là mình sẽ đến thăm gia đình của chú Bính quý vị ạ. Bính hay Bình gì đấy. Các hộ dân thì bị thiệt hại hôm rồi thì mình cũng đã đến thăm và động viên rồi quý vị. Và một hộ, vài hộ gia đình thì mình cũng không rõ nữa. Biết là tầm này, ở trong này. Xin chào ạ. Chào anh, chào cô ạ. Mọi người vẫn ở đây ạ. À ừ, gặp luôn cô gái này này các bạn. Đây. Gặp luôn bạn Nguyệt. Em vừa gọi anh xong. À, thế anh đang dùng điện thoại để quay. Có chỗ ở lũ lụt nhà hết rồi. À bây giờ không chỗ ở đây à? Vâng, bây giờ ở tạm nhà trường cũ ấy. À vâng để xin phép cháu quay vài hình ảnh vào trong này xem nào. Vâng. Điều kiện ở trong này thế nào ạ? Ở được chưa ạ? Vâng, đến đây. Vài hộ gia đình thì bị san bằng rồi các bạn ạ, vùi lấp không còn nhà để ở, thế nên là đây là một cái trường học cũ, mọi người đang ở tạm ở đây. Cái này là mình muốn chạy được thóc đấy ạ. Cái này là lũ lụt, hai khóm ruộng là một khóm là lụt hết rồi, còn một khóm hôm nọ là mới đi thu. À vừa thu trong vụ này. Vừa thu mấy đồng mấy bao. Dạ dạ. Vâng ạ. Gạo từ thiện đây. Đấy. Nhìn thì biết rồi, đây là 10 cân gạo từ thiện. Rồi, từ thiện các kiểu từ thiện thương mình cho nữa. Ừ. Từ đây mình không có cái gì cả. Thế mấy nữa mùa đông thì làm nào cô? Không biết đấy, cô cũng buồn bây giờ không biết làm nào. Nhà cô bị sập ạ? À? Ừ, sập hết không còn gì đấy. Hôm rồi là chú nhỉ, phải cháu thăm chú ấy nhỉ? À nhà cô chú đây à? Vâng. À chú tên là Bính ấy à? Bình ấy à? Vâng. À rồi. Vâng. Thế đúng rồi, thế cháu cần thăm chú. Thế chú sinh hoạt mọi thứ ở đây hết à? Vâng, bây giờ hiện tại thì ở đây là nhờ đây sinh hoạt ở đây hết. À, ở đây hết. Vâng. Trưa nay ăn cơm nước gì chưa? Vâng, vừa ăn sáng xong chưa lâu. Chưa nấu chưa đâu đúng không ạ? Vâng, chưa nấu. Rồi. Vậy thì chúng ta xem luôn cái sinh hoạt của mọi người ở trong cái khu này các bạn ạ. Nhà chú Bình. Vâng. Thì một cái ngôi nhà sàn quý vị. Bữa rồi thì mình quay ghi hình ấy thì có con mèo đúng không? Hôm chú có lấy con mèo đấy không? Vâng, có con hai con mèo. Hôm có một con không biết đi đâu rồi, còn mỗi con hay sao đấy nhỉ? À, con mèo đấy chú có lấy về không? Lấy về rồi, bây giờ nó thả nó lại ở lên nhà kia ở. À. Còn ở đây thì có mấy phòng liền đấy chứ đúng không ạ? Vâng, mấy phòng đấy là nhà ông Chắn ở một phòng. Vâng. Tạm ở đây cho lại về. 1 2 3. Có 3 phòng quý vị ạ. À. Cái phòng nhỏ kia là thằng Thành. Chào cán bộ nhá. Em ở đây luôn mà. À cán bộ ở đây à?
Dạ. Xin chào. Ờ, đón các bé về à? Gì đây? Và đây cộng đồng ở đây chủ yếu là người Dao quý vị nhé. Ví dụ như bạn Nguyệt kia là người Nùng, người làm dâu ở đây. Ở đây thì một cái trường học, thế nên là cơ sở vật chất để lại cũng khá là đầy đủ. Ví dụ đây là bể nước này, mình thau rửa gì xong là có thể dùng được. Nhà vệ sinh ở đây quý vị. Đó. Nhà vệ sinh đây. Tét nước trên cao. Đó. Và chúng ta quan sát thêm đó chính là đằng sau này là bếp này các bạn này. Bếp đây. Các cô nấu cơm ăn cơm trưa chưa ạ? Vâng, có người thì ăn, có người chưa các bạn. Ví dụ chú Bính thì chưa ăn, chúng ta xem là những cái sinh hoạt của gia đình của chú. Hiện tại thì như bạn Nguyệt hoặc là cô chú kể hôm trước quý vị ạ, tức là bữa trước thì cô chú nói, chú kể là mình có một mấy đứa con nhỉ chú nhỉ, một đứa thôi, có mấy bạn nhỉ? Mấy đứa con chưa đúng kể là con có mấy đứa là tai nạn, nó 18 tuổi nó tai nạn mất cha, bây giờ mấy đứa nuôi, một đứa con nuôi đang học, năm nay đang học lớp 7. Dạ, bạn ấy hiện tại có đây không ạ? Bây giờ hiện tại nó bán chú, nó ở đây, nó bán chú ở trong công lũ. À, vâng. Vâng ạ. Sáng nay vừa đưa đi. Dạ, xe máy mọi thứ thì chú chạy được chứ? Vâng, chú xe máy chú vẫn chạy ra được để dạ. Đi. Vâng, thế vậy chúng ta xem cuộc sống của cô chú tại khu ở tạm này như thế nào quý vị nhé. Đây cháu thấy giống một nhà nhỉ? Ê, cái nhà kia là nhà của... Nên nhà của cô này về ở với mẹ vợ ấy. À. Ừ, vâng. Dạ dạ. Đây cũng là nhà của mẹ em. Vâng ạ. Nào Hoa, vào chủ đề gì đi. Mọi người ở đây nấu cơm riêng hay là chung hả chú? Nấu riêng thôi. Nấu riêng ạ? Vâng. Vâng. Nhà ai người ấy nấu rồi đúng không ạ? Vâng. Đa phần là nấu riêng, có những bữa vâng. Thì vẫn nấu chung đúng không ạ? Vâng. Ở đây có hai cái kiềng và hai bếp lửa. Nhưng mà nhai là bị át hàng đau ăn. Bát thì mình thấy cũng rất là đau nhiều. Đau mô là tiếng sân này. Đó. Rồi ghé tiếng sân là đi chờ lo này. Này như một cái khu tị nạn. Đúng là tị nạn đúng rồi. Nhà cửa bây giờ sập hết rồi. Chú Bính thì thế nào? Dạ. Nhà thì chúng ta sẽ tiến tới tính thế nào? Đến tới bây giờ cũng chưa biết được. Trước đây là nhà nước thì nó cũng bảo là di rời, tái định cư cho dân bản hết cả bản. Nhưng mà bây giờ nó hiện tại nó bảo là không có vốn. Thì ai tự tìm tự lo của ai thì nhà nước hỗ trợ để làm nhà. Nó bảo thế nhưng mà không biết hỗ trợ bao nhiêu thì cũng không biết được. Đấy, chứ có thế bây giờ là chưa có quyết định là đi ở chỗ nào nữa, chưa biết. Thì bây giờ cũng ở tạm đây trước đó. Vâng ạ. Thế thì giải pháp kinh tế của mình là cũng vẫn ở đây thôi đúng không ạ? Vâng. Dạ dạ. Rồi.
Mình đang ngồi đằng sau đây các bạn. Mọi thứ sinh hoạt của chú Bính hàng ngày như nào thì mình sẽ quay lại quý vị nhé. Bạn hình dung ra là cuộc sống thì đang ngôi nhà đang đầy đủ tiện nghi, điện, nước, các thứ. Và ngôi nhà thì bữa trước thì chú Bính cũng tâm sự với mình là ngôi nhà thì chú đã ở được gần 20 năm chú nhỉ? Vâng. Gần 20 năm mà ngôi nhà bằng gỗ này thì núi sạt xuống. Đó. Và toàn bộ những cái đồ này mình thấy rất là mới. Chắc là của đoàn từ thiện. Người ta giúp quý vị ạ. Kiềng, nồi nấu ăn. Kể cả là xô và đựng nước các kiểu này. Những bộ quần áo chú đang mặc này cũng là từ thiện chứ chú nhỉ? Vâng. Tức là không lấy được cái gì hết. Coi như là mình vẫn bằng lấy được một tí không đáng kể đâu. Dạ. Kiểu nó sập lên rồi thì còn cái nào nổi lên thì mình vẫn lấy được. Dạ dạ. Mà cái nào chìm ở dưới này thì mình không. Vâng. Kể cả không chưa còn đa phần còn cũng chưa thấy. Thế con mèo hôm rồi đâu chú? Con mèo á? Vâng. Con mèo vừa rồi thì mang về để đây cho bây giờ nó chạy lên ở cái nhà này. À. Vâng, cái nhà khuyên kia. Dạ dạ. Hôm rồi chú để nó ở đấy hơn chục ngày cháu thưa ấy, thương quá. Vâng. Nhưng mà cũng đúng thôi, người còn chưa lo được đúng không? Vâng. Thank you.
Ừ, tao làm tốt tin là mày. Vâng ạ, bữa cơm thì xong rồi quý vị ạ, và mình thấy là nấu cũng rất là nhanh thôi. Gạo của các đoàn từ thiện đến trao, và đồ ăn thì ngày nay thì mình cũng thấy cũng khá khô, cùng các cụ của đoàn từ thiện. Riêng rau thì chắc là khả năng là mấy nay trồng được rau không cô? Chưa, thì cũng đi mua chợ thôi, rau thì chưa trồng được, kiểu đó khu nhà chú ở dưới kia thì nó sạt hết cả cái đất trồng rau, nó sạt hết. Dạ dạ, tức là mọi thứ là đều phải đi mua hết đúng không ạ? Vâng. Trăm lắm. À như cô chú để ăn đấy thì còn mọi người thì như thế nào? Cháu thấy là có cả nồi cơm điện họ sẽ nấu ở trong kia đúng không ạ? Họ thì nấu ở trong kia. Điện à? Nhưng dạ. Mà đây có điện, nhưng mà đây là điện lấy của nhà thành thì chú cũng ngại, không muốn dùng đâu. Như từ thiện vẫn cho một cái nồi. Dạ. Nhưng mà giờ hiện tại mình chưa có điện. Dạ. Lấy nhiều điện của họ thì để lúc tối thì thắp sáng một tí thôi. Dạ dạ. Vâng. Nó còn cho một cái đèn năng lượng, tình trạng còn không thắp đâu. Còn đèn năng lượng thì bằng năng lượng mặt trời mà chú. Vâng. Đấy, cái đấy thì để tối mình còn để lấy thắp sáng thôi. Còn cái vâng. Điện kia thì tình trạng nóng quá thì bật cái quạt thôi. Dạ dạ. Bữa cơm mời cháu ăn cơm đây. Vâng. Mời cô chú đi ạ. Vâng. À, Pháo sẽ ngồi cùng cô chú một chút các bạn nhé. Bữa cơm mà hình ảnh thì mình đã quay những cái cuộc sống sinh hoạt. Buổi sáng thì ăn mì tôm đúng không chú? Vâng. Mì tôm của các đoàn từ thiện. Vâng. Trưa thì nấu như này. Vâng. Tối cũng vậy. Vâng. Dạ. Gạo đấy là gạo từ thiện. Trong khi có khi là nấu một nồi như này là ăn đến tối luôn đấy đúng không ạ? Vâng. Có thể ăn có lúc thì nấu một nồi là ăn hai bữa. Cháu thấy có một em cún nữa mà, em cún màu đen kia có phải của mình không? Không ạ, con cún không có. À giờ hiện tại là anh em trong bản này. Con chó màu đen ạ. Dạ. Con chó là của chú ấy. À con chó của chú. Vâng. Con chó to đúng không ạ? Nó chạy vâng. Được. Vâng. Trong khi hôm mình đã chạy đi thì nó cũng đi theo mình luôn. À. Nó không ngủ nhà, nếu mà nó ngủ nhà nó chết rồi. Dạ dạ dạ. Vâng. Cháu mời cô chú đi, mời vâng, cô đi. Vâng. Dạ dạ. Ăn cơm. Dạ. Cháu ăn cơm đi. Cháu ăn cơm. Vâng. Ăn cơm đi. Dạ dạ dạ. Rau cũng mua ở chợ hả chú? Vâng. À. Cháu ăn cơm đi. Cơm ngon đấy chú. Ừ, ngon. Dạ. Gạo rất ngon. Gạo ngon, gạo thiệt. Bình thường
mình một vụ ấy là được bao nhiêu tải thóc ạ? Thôi thì ruộng cũng ít thôi, một vụ thì nhưng mà may thì được chục tải. Hai cô chú. Vâng. Trồng ruộng bậc thang. Vâng, ruộng thì cũng không phải bậc thang mấy, ở bờ suối thôi. Dạ. Mà nó, hôm nọ thì đến vụ này là nó sạt mất đi một khóm rồi. Dạ. Có là sạt thì chưa sạt mà kiểu nó vùi lúc đất cát nó vào trong, chắc là vụ này chắc phải mất một khóm, chưa làm được, chưa khôi phục được. Vâng. Cơm. Vâng vâng, cháu mời chú cháu vừa vừa ăn vừa nói chuyện vậy. Vâng. Thế là tủ lạnh của chú là cũng không lấy được cả vâng, cái gì đâu không đúng. Lấy được cái gì nhỉ? Mất hết. Bữa cơm này thì siêu siêu ngon các bạn này. Cơm nguội. Để nó nguội một tí quý vị. Đó. Được cá mắm. Hay là mình cũng ăn cơm từ thiện của đoàn nào đấy tặng chú các bạn nhé. Cháu xin, cháu xin ạ. Đây là gà chú. Vâng. Việt thôi. À. Gà đi mua một miếng thịt Việt. Ồ. Việt quay. À người ta quay xong rồi chú mua. Mua một miếng thôi. Ở chợ ạ. Không mua một con rồi mua được một miếng rồi. Vâng. Thế là chốt từ hôm qua đến giờ một miếng là dạ. Để dành xong rồi gắp luôn cho cháu. Vâng. Vẫn ăn mà. Dạ. Cô. Ăn đi chưa ạ? Vâng. Dạ. Bên này chú là bắt đầu với công việc thì hàng ngày công việc gì rồi? Thì có trồng trọt, gọi là trồng trọt thì làm một tí ruộng, cấy một tí sắn, xong là trồng một tí quế, thế hàng ngày. Bây giờ cũng thu sắn rồi chứ chú nhỉ? Sắn bây giờ chưa thua nhưng mà năm nay thì chú cũng trồng đằng sau nhà nó cũng sạt rồi, nhưng mà còn một tí trồng ở trên đấy, nhưng mà bây giờ đường sạt hết. Vâng. Bây giờ còn không có đường đi trở về nữa. Dạ. Nhưng mà sắn thì phải từ đến tháng 10, tháng 11 trở lên thì nó mới thu thôi. Dạ, dạ. Sắn thì bây giờ cũng chưa thu. Dạ. Tức là cái phòng đấy là mấy người ở chú? Cái phòng của chú thì mới cô chú mới hai đứa chú. Đứa con rồi đứa con. Ồ vậy ạ. Vậy 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 tốt quá nhỉ. Vâng. Của nhà chắn. Còn phòng bên này nó là bà mẹ vợ của mẹ chồng của Khuyên là nó để đồ các kiểu. Vâng. Còn phòng bên này là để đồ nó không ai ở. Tổng cộng bao nhiêu người hiện tại đang đây chú? Đây đây thì trong đó nhà kia là 4 khẩu, 4 khẩu nhà chú là 3 khẩu. Mấy nhà này chắc là hôm rồi cháu cũng xúc hết rồi chứ? Vâng, à. Rồi, hôm vừa rồi cũng ở nhà cạnh con mèo còn về sang nhà nó mà. Dạ dạ. Thì hôm đấy mà nhà chú ở bên kia con mèo thì còn chạy sang bên nhà nó đây. Dạ dạ, vâng. Tức là mọi người ở đây cháu đều giúp hết rồi đúng không? Vâng. Dạ. Ok em ơi, ta đi. Ăn đi cô. Vâng. Cô ăn kém. Lại ốm đau nhiều. Cô suốt ngày, suốt năm coi như là nằm bệnh viện là nhiều, ở nhà là ít thôi. Cơm ngon lắm cô. Cô. Ừ. Cháu ăn hết bát này. Ăn cứ cháu ăn tự nhiên đi. Ừ. Ngon lắm ạ. Ngon đấy. Mình đi cũng muộn nên là ngon. Với ba phòng quý vị ạ. Và bữa trước thì Nguyệt đưa mình đi thăm những hộ ở mé bên này. Bên này đường ấy quý vị, thăm đường nhà nào thì mình cũng đã thăm rồi. Và cũng chào những cái phần tiền
phần quà động viên đến từ các nhà hảo tâm. Đó, các cô chú thì đang sắp xếp những cái đồ, ví dụ là đồ mùa hè và đồ mùa đông đúng không ạ? Cái nào dùng được? Dạ. Đồ còn dùng đây đông tung thì xếp cho nó gọn. Ồ, xếp vào đúng không ạ? Còn đây cái vật tư của nhà trường nữa đúng không? Vật tư của nhà trường nữa. Mình chờ một xíu quý vị nhé, xong rồi xuống nhà của chú Bình quý vị ạ. Bính hay Bình? Bình đúng không? Đây thì 4 nhà. Ở đây là tổng cộng. Cả tổng cộng là cái nhà trường này là 4 nhà, 4 hộ đấy. 4 hộ đúng không ạ? Vâng. Mình chờ xuống nhà của chú Bình một xíu quý vị, hình dung ngôi nhà của chú. Và hiện tại nhà thì còn gì và đã sửa chữa hay làm gì không, hay là cứ để như vậy quý vị nhé. Thứ nữa là đó là với trong thời điểm hiện tại này để khắc phục quý vị ạ, thì mỗi hộ gia đình tìm đất các bạn ạ và đủ an toàn để làm một ngôi nhà kiên cố thì nhà nước sẽ hỗ trợ giúp đỡ khi nhà dựng lên thì là 60 triệu đồng. Đó. Thì nhà nước thì đến cái thời điểm hiện tại như vậy thì họ chỉ giúp được một phần như vậy. À, chính sách của Đảng nhà nước thì giúp được một phần như vậy. À, ví dụ như là cái vùng bị nặng hơn như làng Nủ ấy thì mới có chính sách đó là đất này và dựng nhà kiên cố cho này. À, trong Lào Cai nữa thì cái đó chính là Nậm Tông nữa thì cũng được như vậy. Còn khu vực này thì mọi người, các hộ dân thì cũng được hỗ trợ, ví dụ như là những cái đất, chọn những mảnh đất đó an toàn hoặc là dựng ngôi nhà đủ ba cứng. Sau nữa thì bên xã đến nghiệm thu nhà đạt thì sẽ giúp 60 triệu. Thì nghe ông vừa kể các bạn ạ. Thế nên hiện tại ông này cũng chưa có đất nên là vẫn ở tạm trường học này. Bữa rồi thì chính ở vị trí này quý vị ạ, nhà của ông Việt. Hôm nay thấy em dựng ngôi nhà đấy nó cũng treo leo quý vị. Ngôi nhà này thực sự cũng khó. Đấy cũng chỉ là đất tạm thôi, dựng lên đây để tránh trú thôi. Đó, hôm đầu tiên nhà của em thì bên này này, bên phải. Sau nữa thì sạt lở, ta luy hoặc là cả ngôi nhà này đi xuống suối hết. Đó. Sân thì hôm nay thì đang thấy đổ lại đất rồi. Chắc là vợ chồng em cũng đang ý định rằng là ở lại đây đây. Vì thấy tâm sự rằng là cũng không có tiền để đi mua những cái nơi mà an toàn, những cái mảnh đất mới này, thực sự khó. Ăn bữa cơm xong thì quý vị, xong là lúc sau thì chúng ta ra hiện trường nhà cô chú Bình một chút. Hôm nay thì các bạn thấy là ngôi nhà này, tất cả mọi thứ bị sạt lở từ trên đồi xuống. Chúng ta ra ngoài gặp cô chú một tí tại hiện trường các bạn nhé. Đây. Từ hướng này các bạn quan sát hất lên toàn bộ ngôi nhà thì bị sụt lún quý vị nhé. Một là sụt lún, hai là sạt lở. Sạt lở từ trên này xuống cơ. Toàn bộ ngôi nhà nằm đây. Và nghe cô chú kể các bạn ạ, thì cô chú có anh Kiến à? Gặp anh Kiến luôn này. Đây phải em gái anh không? Họ lù ấy đúng không? Đúng rồi, anh Kiến vừa đi chạy thận về. Mưa lũ có sao không anh? Dạ? Nhà không sao đâu gì? Quanh đấy bản làng có ai bị sao không ạ? Dạ.
Mà làng mọi thứ ổn chứ? Bây giờ anh chạy ở Bảo Yên hay là Lào Cai ạ? Về Bảo Yên rồi. Chạy Bảo Yên rồi đúng không ạ? Không rồi đi Lào Cai mấy hôm lúc là đi Lào Cai đúng không ạ? Một tháng. À, một tháng chạy ở Lào Cai à? Ăn uống ngủ nghỉ ở trên đấy. Có truyền máu không ạ? À, thế không nhân cái đấy là mình xem có máu mình truyền luôn. À, lũ cũng không có. Vâng. Rồi thôi ạ. Thế thì gặp nói chuyện với anh một xíu như vậy. Về anh nhá, không phải mà mình muộn đói. Gặp anh Kiến đi chạy thận về quý vị. Xe vẫn là xe vậy thôi đúng không ạ? Vâng. Cháu vẫn đi học chứ? Vâng. Thôi đi từ từ anh nhá. Vâng. Đây là xã Xuân Hòa quý vị ạ. Thế là anh Kiến cũng ở xã Xuân Hòa, thế nên là anh cũng gần đây thôi. Đi cỡ khoảng độ hết dốc chắc cây rưỡi hai cây nữa là đến nhà anh Kiến rồi. Và hiện trường nhà ở đây quý vị. Bữa rồi thì nhà bên cạnh. Tất cả ở đây thì có đâu hơn chục hộ. Thì mình cũng đã 10, 15 hộ gì đấy. Hôm rồi mình trao mỗi gia đình 2 đến 4 triệu, có nhà 3 triệu. Hết rồi. Bây giờ ở chỗ này mình cũng dọn trồng rau được chú ạ. Vâng. Đây. Các bạn có thể với cameraman này quay ghi hình, các bạn có thể quan sát ra được cái hiện trường ngày nay. Ừ. Lại đồ đạc, mọi thứ. Loa. Loa này chắc cũng không dùng được rồi. Được. Đây hiện tại chú nếu mà ngủ là chú ngủ cái giường này đấy. À chú ngủ cái giường này. Ờ cái giường này là giường nó ở chỗ kia đó nha, nó đẩy xuống đây đấy. Nếu mà chú mà ngủ đấy. Chắc từ hôm đấy đến giờ chắc chú chưa leo lên ở đây à? Vâng nó chưa, kiểu chú thì chạy đi rồi nó mới sạt sau thôi. Nếu mà không chạy đi giờ đây là không còn nữa rồi. Vâng. Tấm ván mọi thứ còn sót lại. Vâng. Công trình nhà tắm, nhà vệ sinh đây. Cây đằng sau này có phải là cây dâu da không chú? Phải, cây dâu da ăn quả ấy. Ồ, cây dâu da. Tức là chúng ta nhìn cái cây dâu da và những cây ăn quả sau nhà này có thể là hình dung ra được ngôi nhà này. Đấy, tuổi đời nó cũng cỡ khoảng đoán được các bạn. Đây là một cây dâu da nữa. Vì những cây dâu da này mình trồng mà đúng không? Vâng. Và ngôi nhà như chú nói là 18 năm đúng không ạ? Vâng. 18 năm chú ở đây, cô chú ở đây. Vâng. Và cô chú thì có đúng một người con. Vâng. Đến năm 18 tuổi là tai nạn hả chú? Vâng. Tai nạn mất. Vâng. Sau nữa thì chú nhận con nuôi, lấy con nuôi quý vị ạ. À, con nuôi của chú thì 7 tuổi. À, đang học lớp 7. Mình cũng chưa gặp bạn ấy đâu. Vâng. Chú ơi, thế này thì con quay lại. Vâng. Thăm gia đình. Vâng. Thăm lại cô chú, này thì gặp cả cô nữa. Vâng. À, bữa rồi thì quay ghi hình lên quý vị. Thì có nhà hảo tâm anh Kenvin Lê tại thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi về và động viên gia đình mình một chút tiền nữa trong cái thời điểm mà cô chú đang khó khăn này ạ. Vâng, của ít lòng nhiều. Và cháu thay mặt nhà hảo tâm mà trao cho cô chú và số tiền là 4 triệu đồng chú nhé. Vâng, chú nhận hộ cháu ạ. Hai ạ. 2 là 4. Ừ. Và sẽ kiểm tra lại của cháu. Ừ. Rất là cảm ơn. Dạ. Nhà hảo tâm thì cảm ơn thấy hai cô chú vất vả khó khăn thì giúp đỡ như thế này thì chú thì thấy số tiền thì chú thấy rất là nhiều rồi. Dạ. Đối với chú là như thế là chú thấy rất là nhiều, rất là cảm ơn nha. Dạ dạ. Bữa rồi thì những cái đoàn mà qua giúp thì mình cũng có tiền mặt chứ đúng không ạ? Vâng, cũng được một ít rồi. Vâng. Hy vọng là cái số tiền là chú tích cóp được nữa thì mình cái chỗ này thì chắc là không ở được nữa rồi đúng không? Vâng, chỗ này là không ở được rồi thì bây giờ xá thì bảo chú tự tạo điều kiện, tự đi tìm của ai mà tự mua thế. Vâng. Thì bây giờ chú chắc là cũng cái tiền thì cũng ít quá, không biết làm sao đã tìm được cái nền nhà. Dạ. Vâng, không nữa thì mình vay ngân hàng chú. Vâng, chắc là nếu mà không đủ thì vay thì cũng được thôi, nhưng mà cô chú cũng già sức yếu rồi, cũng sợ không giả nổi nữa. Thì chú cô chú thế nhưng là... khóm ruộng bên kia liệu mình có ở được không?
Này bây giờ thì nó lại... Ruộng mình bên đấy đúng không? À, bên đấy là của họ. Dạ. Nhưng mà của họ thì cũng... Họ cũng không bán đâu, cái đấy à. Thì họ cũng để làm ăn. Nếu nó đánh quả liều như cô Nguyệt thì cô ấy làm vẫn bám trụ lại cái nền cũ đúng không? Vâng, nhưng mà của nó thì nó lại không sạt, đây là của chú nó sạt, nó sạt hẳn, nó, à. Nó đứt hẳn một đường qua thế này rồi. Ồ, nứt nứt ở trên đấy. À vâng, đây này nó nứt từng miếng lên này. Có nứt ở trên thật đúng vâng, thật. Nứt ngang đúng không ạ? Vâng đấy, nó nứt ngang cái này. Vậy là... nứt cả qua bên này hết. Ồ thế thôi. Thế thì là con chú dám ở đây này. Cô chú chắc chắn là đường này, đường nhựa này nó đã đất đi nó chạy đấy. Tận xuống dưới kia nó sạt cả quả đồi xuống như vậy thì chắc không ở được nữa rồi. Phải đừng mạo hiểm nữa chú. Thì nữa thì chọn cái ven sâu bên trong đi. Bây trong giờ thì... khu nhà anh Kiến ấy chẳng hạn. Khu anh Kiến, khu anh Mây ấy mà khu gốc lụ ấy. Hoặc là đỉnh dốc bên kia kiểu gì cũng có đúng không? Có, bây giờ họ thì có bán nhiều nhưng mà sợ cô chú thì tiền không đủ mua thôi. Một mảnh thì hiện tại bây giờ nếu mà ở đường như vậy là bao nhiêu? Bây giờ thì nọ xá về cũng bảo nếu mà không tìm được giá tìm cho cũng được nhưng mà phải từ 150. 150 triệu. Vâng. 150 triệu. 150 triệu là đất không thôi. Vâng. Dựng ngôi nhà 100 nữa. Vâng. 250 triệu. Nhưng mà như thế đất thì thổ cư chưa ạ? Vâng. Chỉ mới được cái đất thổ cư thôi. Như vậy là nếu 150 triệu đất thổ cư ở xã thì là còn được. Ý rằng là mình không phải nộp thuế, giấy phép xây dựng, làm nhà nữa. Ngôi nhà tạm hay chăng nữa cũng phải 100. Vâng. Ây da, cũng căng phết đấy nhỉ. Thứ nữa là hiện tại bây giờ nuôi thêm một bạn học lớp 7. Vâng ạ, chú nhé, chúc chú sức khỏe. Vâng. Từ từ chú ạ. Vâng. Dạ. Chú kiểm tra lại hộ cháu một lần nữa đi, xem đủ chưa để cháu đi đường đỡ anh ấy. Vâng. Vâng. Nhớ đâu phát thiếu. Đủ. Đủ chưa? Dạ vâng. Con chào cô chú nhá. Vâng. Vâng ạ. À vâng. Vâng. Cảm ơn cháu nhá. Dạ dạ. Cô còn không biết nói tiếng Kinh nhiều, cô chỉ biết một câu là cảm ơn thôi, còn nói nhiều thì cô cũng không biết nói đâu. Vâng. Và A Pháo cũng cảm ơn quý nhà hảo tâm quan tâm tới những mảnh đời, những hoàn cảnh mà A Pháo kết nối lên kênh. Và đây là một trường hợp nữa mà quý nhà hảo tâm lưu tâm và gửi tiền về, mình thay mặt đi chào. Cảm ơn quý vị.